hại người thành hại mình. Xưa có một người thù địch với một người khác, anh nghĩ không ra phương pháp báo thù, cứ ức uất trong lòng mãi không lúc nào vui. Có người hỏi: sao mà anh uất ức buồn rầu vậy? Anh ta trả lời: vì có một người thường hay nói xấu tôi thậm tệ, tôi tức giận vô cùng. Tôi hằng nghĩ cách để phục mối thâm thù ấy, nhưng nghĩ mãi không ra, cho nên tôi tức giận và buồn khổ vô cùng. Người kia nói: có thể đọc một câu chú bí mật thì người kia chết tức khắc, nhưng trì chú này sẽ có một triệu chứng nguy hiểm, nghĩa là sau khi trì xong thân anh phải chết trước. Tôi vẫn thấy tốt hơn anh đừng trì, thì khỏi bị thảm cảnh người thù chưa bị hại mà chính anh đã bị hại rồi. Người kia nghe thế không cần tính toán suy nghĩ gì cả mà hết sức vui mừng. Vậy xin ông hãy làm ơn dạy cho tôi câu thần chú đó. Tâm muốn báo thù của tôi thật mãnh liệt vô cùng, miễn sao kẻ thù của tôi có thể chết, dù thân tôi có chết trước tôi vẫn vui lòng. Một kiếp người ngẫm cho cùng cũng thật là ngắn ngủi phù du. Có nhiều người ta mới gặp hàn huyên tâm sự chưa được bao lâu thì nay họ đã ra người thiên cổ. Vậy thì gây thù kết oán với nhau làm chi, khiến đời sống của mình sinh thêm phiền não. Tại sao mỗi người không sẵn sàng mở rộng vòng tay để yêu thương và giúp đỡ nhau, để đối xử tốt với nhau cho cuộc đời được tăng thêm phần ý nghĩa? Ta đừng bắt chước những kẻ có bản tính hung hăng, lúc nào cũng thích gây sự với người khác. Những người hung ác như vậy thì đâu được ai ưa, trái lại người ta còn tìm cách xa lánh. Ta nên biết nhường nhịn nhau để sống. Một sự nhịn chính sự lành. Vẫn biết con người dù hiền đến đâu cũng có lúc nổi giận, vì trong thức tình của con người có sẵn tình, nộ là giận. Giận cũng là bản tính bình thường, nhưng nếu khi giận mà biết dằn cơn giận của mình xuống được, kềm chế nó được là điều tốt. Dân gian có câu: no mất ngon, giận mất khôn. Vì khi cơn giận nổi lên thì ta chẳng khác người khùng, mặt mày đỏ như gất chín, mắt long lên dữ tợn, dáng vẻ hung hăng, chỉ muốn đập phá cho hả giận. Vì vậy trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy: ngọn lửa tham sân si đốt cháy muôn ngàn rừng công đức. Vì vậy nếu không khéo nhường nhịn thì hậu quả xấu tất nhiên sẽ xảy ra, gieo nhân thì gặt quả, đó là điều tất yếu. Muốn sống được yên vui hạnh phúc, ta cũng đừng nên gây thù chuốc oán với ai. Thà mình chịu nhường nhịn để người có lỗi sẽ có lúc nhận chân ra được lỗi lầm của họ, thì họ sẽ cảm phục ta hơn. Bởi vì ta đã tu tập hạnh nhẫn nhục để hóa giải những khổ cho chính mình và cho người khác. Nhưng cũng không ít người vì lòng sân giận sai khiến hủy hoại thân mình một cách đáng thương. Họ bị lòng sân hận dẫn dắt, đưa mình vào con đường hại mình hại người một cách vô cùng đáng thương và bi thảm, để rồi mãi trầm luân vĩnh kiếp không thôi. Xin chắp tay nguyện cầu tha lực của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền giúp họ mau mau phản tỉnh, dùng pháp từ bi thanh tịnh hòa bình để tu sửa đối trị thân tâm, khiến cho mọi người trên cuộc đời đều được an vui tự tại. Có hai nhà ở cạnh nhau, nhà bác Ba Thọ sống hòa thuận vui vẻ, nhà chú Năm Thao thì ba ngày một trận cãi nhau to, năm ngày một phen ầm ĩ, đến gà chó chẳng yên, không cái gì sống yên tĩnh. Một hôm, chú Năm Thao vì hiếu kỳ chạy sang nhà bác Ba Thọ hỏi thăm. Nè, sao nhà anh không nghe một tiếng cãi nhau, sống lại hòa một vui vẻ vậy? Bởi vì người nhà của tôi ai cũng tự nhận mình là người xấu, do đó mới nhẫn nại với nhau, cho nên cuộc sống được an ổn vô sự. Còn nhà anh thì ai cũng cho mình là người tốt, do đó thường xảy ra tranh luận không thôi và thường thường đánh nhau.
Vậy đây là đạo lý gì? Ví dụ như trên bàn để một chén trà và có người muốn làm cho nó bể tan đi, chẳng những không chịu nhận lỗi mà còn phùng mang trợn mắt và mắng lớn. Ai để chén trà ở đây? Người để chén trà cũng chẳng chịu thua cãi lại. Tôi để đó thì sao? Tại anh vô ý làm cho nó bể tan đi thôi. Hai người chẳng nhường nhau và tự cho mình là người tốt, khư khư không bỏ được, và đương nhiên phải xảy ra cảnh đánh mắng nhau. Nhưng ngược lại, người làm bể tách trà nếu như có thể nhỏ nhẹ nói: dạ xin lỗi, tại tôi vụng về cho nên làm bể tách trà. Nếu đối phương nghe xong mà đáp lại rằng: ờ thì điều này thì không thể trách anh được, đáng lý tôi không nên để tách trà ở đó. Nếu như hai bên đều nhận lỗi của mình và nhường nhịn lẫn nhau thì làm sao có cãi vã được. Nếu trong cuộc sống ai cũng có tuệ giác để có thể soi sáng và dẹp bỏ bản ngã, biết hạ mình trước người khác để nói lời xin lỗi, tôi lầm, có thể tự cho mình là xấu, thực hành hạnh nhẫn nhục, bỏ ra ngoài tai những lời chê khen của người khác, trừ khi những lời chê đó là đúng thì nên theo đó mà sửa mình. Và có những phút giây chúng ta phải ngồi lại thiền quán để nhận biết những biến chuyển trong dòng tư tưởng và xả bỏ mọi thứ một cách hiểu biết, có chánh niệm như một dòng nước chảy xuống liên tục và nối tiếp. Để rồi ta có thể sẵn sàng nhường lại những hạnh phúc cho người khác nếu họ có nhu cầu. Còn chỗ xấu có ảnh hưởng đến lợi ích của người khác, làm cho họ không vui, không được hạnh phúc thì ta xin nhận lãnh. Thường khen người, tôn trọng người để học tập hạnh từ ái. Từ chỗ nhượng bộ, chịu thua mà có thể rèn luyện tâm tánh, dùi mài được ý chí lớn lao. Trải lòng thương với mọi người xung quanh, làm rộng lớn tâm lượng của mình. Nếu mọi người đều thực hiện được như vậy, thì nhất định là gia đình sẽ hạnh phúc và xã hội sẽ an vui. Và chúng sinh. Trời vừa dứt mưa, một bà cụ khoác áo tơi đi ra phố, gặp một chú bé đang nghịch nước bẩn bên vệ đường. Bà cụ cao mặt quát: thằng bé, mày có lên ngay không? Thằng nhỏ phản đối: cháu xí cái dũng này từ hồi đầu mới mưa, bà kiếm cái khác đi, thiếu gì. Bồ Tát là những vị phát tâm Bồ Đề rộng lớn, trên cầu làm Phật, giữ nguyện độ tất cả mọi chúng sinh đang chìm luân khổ não trong biển sinh tử luân hồi. Riêng chúng ta thì có thể hiểu một cách đơn giản rằng tất cả mọi chúng sinh đều có khả năng giác ngộ, thì ta đã có mầm Bồ Tát trong lòng rồi. Nhưng cuộc đời thì luôn đối lập với nhau. Tâm Bồ Tát thì tạo dựng rất khó, nhưng lại rất dễ bị thối thất nếu như chúng ta không có một niềm tin chánh kiến. Bạn có biết tại sao không? Là khi chúng ta phát tâm tu Bồ Tát hạnh, là đi đến đâu mọi người cũng hoan hỷ đón chào, mà chúng ta cũng sẽ bị những chiến duyên và nghịch cảnh thử thách cản trở con đường tiến tới. Bởi vì ta đang trên đường hành trình lội ngược dòng sinh tử luân hồi, thâu gọn thời gian của vô lượng kiếp thành một, sẽ không có quá khứ, hiện tại và vị lai. Nên nhiều khi ta sẽ bị sốc trên chặng đường dốc ngược, bắt buộc ta phải vượt qua để hoàn thành tâm nguyện, như trường hợp của bà cụ già kể trên chẳng hạn. Vì những gì ở đời mà người ta đang ưa thích mà mình cản trở, thì có chừng là mình sẽ bị nghi là mình muốn đạt cái sở thích ấy. Chúng ta phải trang bị cho chính mình một hành trang nhẫn nhục lớn lao để chuẩn bị bước vào cuộc sống với tâm hạnh Bồ Tát, sẵn sàng làm đẹp cho đời. Ăn chay. Chuyện xưa kể rằng Cố Thuận Chi là một nhân vật hiền đức chuyên ăn chay, từ trước đến nay chưa bao giờ ăn mặn. Một hôm ông nằm ngủ rồi ngủ luôn một giấc suốt 7 ngày đêm, khiến cho người nhà phải một phen âu lo cuốn quýt. Sau khi tỉnh giấc, ông kể lại với mọi người trong nhà: quả là một cuộc hành trình vô cùng ý nghĩa. Đêm đó ta đang nằm ngủ thì mơ màng thấy có người đến gọi: ôi chao,
đã ngủ rồi sao? Hóa ra đó là pháp sư Đạo Quang, vị đại sư mà hàng ngày ta kính trọng. Ngài mới nói với ta rằng: này quốc cư sĩ, chúng ta hãy đi nghe kinh nhé. Tự nhiên ta cảm thấy vô cùng thích thú, ta mới nói là: được, đi thì đi. Thế là ta cùng với ngài đến một đạo tràng quy mô rộng rãi. Đạo tràng này trang nghiêm nhã khiết, ở đó có khá đông thính chúng. Pháp đường trước thì giảng kinh Kim Cương, pháp đường sau thì giảng kinh Báo Ân. Vị cao tăng giảng kinh Báo Ân đến lúc kết thúc có dạy rằng: các cư sĩ tại gia ăn thịt thì điều cần nhất phải giữ giới không sát sinh. Một là để siêu độ cho cha mẹ, hai là để tiêu trừ tội nghiệp của chính mình. Còn những Phật tử có đạo tâm từng ăn chay thì phải cố giữ gìn cho kiên định. Và kế đến thì pháp sư Đạo Quang dẫn ta đi đến một nơi mà vừa mới chạm mắt ta đã phải kinh hồn khiếp vía. Đó là một cái hồ đầy máu. Ở chính giữa cái hồ máu đó có một người phụ nữ la khóc thảm thiết. Trên thân của người phụ nữ đó thì vô số những con ốc, con sên đang bò qua bò lại. Vị pháp sư đã giảng một cách rất rõ ràng: thân mẫu hiện tại của ngươi nhờ công đức ăn chay làm phước của ngươi cho nên đã được cứu độ. Còn người trong cái hồ đó chính là thân mẫu trong đời quá khứ của ngươi. Vì bà ta thích ăn thịt nên ngày nay mới ra nông nỗi đó. Nếu ngươi muốn cứu độ bà ấy thoát khỏi khổ báo thì phải cố gắng tụng chú Đại Bi và chú Giảng Sinh. Đó chính là giấc mộng vừa rồi của ta. Đang quét sân chùa, thấy một cô Phật tử đeo một lồng chim đi vào. Tiểu Tâm Minh mừng rỡ chạy ra chào: A Di Đà Phật, chào cô, để cho con phóng sinh giúp cô. Cô Phật tử liền giải thích là cô không có ý định phóng sinh tại chùa, mà chỉ có ý định là nhờ chùa giữ giùm để ngày mai đem về chùa dưới phố phóng sinh trong dịp ở đó. Tiểu Tâm Minh chắp hai tay tiêu nghỉu than thầm: mua chim từ chợ sách về chùa, ngày mai lại mang về phố mất một ngày đường nữa, chắc nghiệp của bầy chim này còn nặng. Những người đến chùa mà không hiểu đạo, dù có thiện tâm nhưng vì không biết việc làm của mình đúng hay sai nên nhiều khi cũng làm khổ cho thiên hạ nhiều lắm. Nếu phóng sinh mà mang ý niệm lợi danh vào đó và mong cầu quả báo ở vị lai thì việc phóng sinh này không còn mang ý nghĩa vị tha mà đã chuyển thành vị kỷ. Với một cái tâm vị kỷ như vậy, nhiều khi làm phước nhiều không những không có phước mà còn có thể rước thêm tội. Phóng sinh có nghĩa là tôn trọng mạng sống của mọi loài, mở lòng từ bi thương tưởng đến hữu tình phải chịu thống khổ trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Chúng ta phát thiện tâm phóng sinh chứ không phải là ta đem sinh mạng của loài hữu tình làm vật buôn bán danh lợi. Người không có vô minh tham dục thì tự nhiên có trí tuệ, có trí tuệ thì tự nhiên có từ bi, có tâm từ bi rộng lớn thì đương thấy chúng sinh bị nạn ta liền muốn cứu, chứ không nên khởi tâm ích kỷ và để lợi danh xen vào những thiện niệm đã phát khởi trong tâm. Một Phật tử rất tinh tấn niệm Phật, mỗi ngày niệm 2 tiếng đồng hồ, dù là mưa gió hay nóng bức cỡ nào cũng không bỏ. Cũng trong cùng một đạo tràng lại có một Phật tử giải đãi lười biếng, ưa phóng khoáng, dù có đến chùa nhưng lại không siêng tụng kinh niệm Phật. Một hôm Phật tử giải đãi hỏi vị Phật tử niệm Phật tinh tấn: chẳng hay được lợi ích gì mà đạo hữu lại niệm Phật hoài như vậy? Vị Phật tử kia đáp: lại thêm một đạo hữu buôn bán. Trong cuộc sống, con người thật khó thoát được dòng nhân quả nghiệp báo, bởi vì trong mỗi hành vi phải hàm chứa nhân và quả.
cộng với bản ngã, thời gian, luân hồi sinh tử nghiệp báo. Chúng ta thường tính toán cái gì có lợi thì ta mới làm, mà không biết rằng chút bèo danh bọt lợi đó chỉ trôi dạt trong đợt sóng sinh diệt luân phiên của vô thường, xảy ra trong từng giây từng phút. Nếu thật sự muốn cầu được đạo giải thoát lớn thì chẳng cần phải tính toán chút ít lợi danh, vì trong các pháp tự nó đã là cái dụng vô cùng, ẩn chứa thể tướng của đạo viên mãn. Sao chúng ta lại còn phải tính toán thiệt hơn? Người tránh cái hại lại đi tìm cái lợi nhỏ nhen, sao bằng tâm địa viên dung vô ngại bất khả tư nghì. Dù lợi hay hại, vẫn tự tại an nhiên trong mỗi bước chân, nụ cười và hơi thở chánh niệm. Một việc làm ác. Vào đời nhà Đường bên Trung Hoa, có một nông phu rất tàn ác. Trưa hôm nọ, ông ta ra xem xét công việc ngoài đồng ruộng, thấy con bò của hàng xóm chạy lạc vào đám ruộng của ông. Nó đang gặm lúa và giẫm đạp hoa màu. Người nông dân vô cùng tức giận, bảo rằng: "Tao làm lụng cực khổ mới có được thóc lúa này, bây giờ mày gặm, mày ăn, mày phá hoại mùa màng của tao, mày phải trả một cái giá thật đắt cho sự ăn dụng của mày." Ông liền rút dao ra và nói: "Tao không muốn giết chết mày, nhưng vì mày đã ăn thóc lúa của tao nên tao phải cắt lưỡi của mày bỏ lại đây, để tao coi con mày còn dám ăn dụng và phá hoại mùa màng của tao nữa hay không." Con bò nhận biết có lỗi nên nó đã cúi xuống tỏ vẻ ăn năn. Người nông dân nghèo khó vẫn không buông tha, ông đã nắm sừng ghì chặt đầu bò xuống và dùng dao cắt cái lưỡi của nó. Con bò vô cùng đau đớn nhưng không thể kêu gian gì được. Về sau, người nông dân tàn ác này đã lập gia đình và có 3 đứa con, nhưng đứa nào cũng bị câm. Ông không hiểu tại sao mấy đứa con ông đều bị câm. Ông đưa đi chữa trị ở nhiều thầy thuốc danh tiếng, nhưng không một loại thuốc nào của các vị này có thể chữa lành giúp chúng nói được. Người nông dân liền nhớ lại khoảng 12 năm trước, ông đã cắt lưỡi một con bò đực. Ông ta hiểu rõ nguyên nhân làm sao mà 3 đứa con của ông bị câm. Chính do nhân tàn ác ông gây ra đã mang lại quả báo khổ đau cho mấy đứa con trong gia đình ông. Trong cuộc sống, dường như mỗi thứ đều có một quy luật riêng của nó. Người ta thường nói, hễ gieo nhân nào thì sẽ gặt quả đó. Đó là quan niệm theo luật nhân quả của nhà Phật. Mà ngẫm lại, điều đó thật đúng. Bởi vì từ xa xưa cho tới nay, không có việc gì vượt ra khỏi được luật nhân quả. Vì thế, hễ ta gieo hạt giống thiện thì sẽ gặp được quả thiện, còn hễ ta gieo hạt giống bất thiện thì ta sẽ bị quả bất thiện chi phối. Sống hiền được lành. Bệnh tình của phu nhân có thuyên giảm chút nào không? Phạm Mỗ biết rất rõ bệnh của vợ ông là chứng lao phổi, không dễ gì dùng thuốc trị lành được. Nhưng vì tình nghĩa vợ chồng sâu nặng, cho nên ông dùng lời lẽ dịu dàng để an ủi bà. Bệnh của vợ ông đã kéo dài lâu ngày, tiêu tụy cực độ, trông già đi rất nhiều, nên bà đáp nho nhỏ: "Xin cảm ơn tướng công rất nhiều." Có một danh y ở đất Kinh Khẩu tên là Trần Ngọc Thạch, vốn có tình thông gia với Phạm Mỗ. Sau khi chẩn đoán, liền kê vào tai nói nhỏ với Phạm Mỗ: "Nếu như dùng 100 con chim sẻ chế thuốc và dùng trong 21 ngày, rồi tiếp tục ăn não của chúng, thì chứng bệnh này mới có hy vọng thuyên giảm được. Đây là phương pháp bí truyền của tổ sư, không thể nào sai lầm được. Nhưng nhất định phải đủ 100 con, thiếu 1 con cũng không được." Trần Thạch dặn đi dặn lại đến 3 lần như vậy. Phạm Mỗ y theo lời thầy thuốc bảo, đi mua 1 lồng chim sẻ đúng 100 con. Chim sẻ bị nhốt trong lồng, kêu rối rít, rất bi thương. Bà vợ Phạm Mỗ biết tất cả mọi việc, bèn mời ông vào bên giường, ôn tồn nói: "Chỉ vì một mạng sống của tôi mà tàn sát hàng trăm mạng sống sinh vật,
thì thà tôi chết, chứ không bao giờ cho làm việc đó. Nếu tướng công thật lòng yêu thương tôi, thì hãy nghe lời tôi, mở lòng thả hết chúng ra, thì tôi mới yên lòng được. Phạm Mỗ xưa nay vốn thuần chiều ý vợ, không còn cách nào khác, bèn thả chúng bay đi. Thế rồi, sau đó ít hôm, bà ấy không uống thuốc gì cả, mà bệnh tự nhiên thuyên giảm. Bây giờ có nhiều khách khứa đến đầy nhà, ai nấy đều bảo là trời ban phước lành. Về sau, không những bà hồi phục sức khỏe bình thường, mà còn mang thai, rồi sinh một bé trai. Trong kỹ, toàn thân bé này da dẻ hồng hào, sáng sỏi, trông rất khả ái. Nhưng trên cánh tay của nó có nhiều nốt ruồi đen, giống như hình những con chim sẻ. Trong cuộc sống, ai cũng mong muốn phấn đấu tự hoàn thiện mình để được mọi người kính trọng, mến mộ, ca ngợi và học tập theo. Điều quan trọng hơn hết là chúng ta phải biết nuôi dưỡng tình thương yêu. Chính tình thương yêu đó sẽ mang đến cho chúng ta nét đẹp sâu kín đời đời. Nét đẹp đó được thể hiện qua những hành động, cử chỉ và lời nói của chúng ta. Nếu chúng ta muốn sống trên thế gian này một cách hạnh phúc, chúng ta phải tự điều chỉnh cuộc sống cho công bằng. Chúng ta không vì ỷ mạnh mà ức hiếp kẻ yếu, không vì chúng ta thông minh mạnh khỏe mà lại giết hại những sinh vật nhỏ hơn và ăn thịt uống huyết của chúng để thỏa mãn nhu cầu hưởng thụ của chúng ta. Với tuệ nhãn, Đức Phật đã nhìn thấy rõ ràng nhân quả nghiệp báo, nên Ngài đã chế ra giới cấm sát sinh và khuyên mọi người phóng sinh để gieo duyên lành hiện đời đối với mọi chúng sinh. Nếu hiện đời chúng ta tạo thiện nghiệp thì sẽ có một đời sống hạnh phúc và tương lai nhất định sẽ gặt được những kết quả tốt lành. Đi trắng về đen. Có một chàng thanh niên nọ đến nhà bạn chơi. Lúc về gặp lúc trời mưa ướt hết quần áo, chàng phải mượn y phục của bạn mặc rồi ra về. Thấy chủ về, con chó đã không mừng mà chạy ra sủa ầm ĩ. Chàng trai tức giận cầm gậy định đánh chó. Thời cha anh ta can: "Khoan khoan, không phải lỗi của nó đâu con à. Nếu như con chó nhà ta đi đâu về mà màu lông trắng của nó quá ra đen thì con có đánh đuổi nó đi không?" Trong cuộc sống, nhiều khi ta không chịu hồi quang phản chiếu lại chính mình, mà chỉ thích soi mói người khác, dịch ra những cái hay cái dở của người khác, rồi thị phi đàm tiếu, mà không chịu thực tập sống trong chánh niệm để luôn tỉnh giác trong mọi hành động. Nếu chúng ta biết duy trì chánh niệm trong mọi lúc, mọi nơi, sẽ giúp cho tâm hồn chúng ta luôn được thảnh thơi và sáng suốt. Nếu chúng ta dùng tâm này để nhìn thấy mọi vật trong một ánh sáng mới, ánh sáng của trí tuệ, khi trí tuệ này chiếu rọi thì ta không bị những thay đổi tốt xấu hay dở chi phối làm phiền não khổ đau. Trong cuộc sống, thử hỏi mấy người suy nghĩ và hành động được như vậy. Vì lẽ đó mà cổ nhân đã để lại một câu châm ngôn bất hủ để răn dạy người đời: trách người một, trách mình mười, bởi ta tệ trước nên người tệ sau. Trưởng lớp khóa học về kiểm soát thân thể giải thích cho lớp học nghe: ăn kiêng thật sự theo kiểu thiền không phải là kiêng thức ăn, mà chủ yếu là tâm. Có một anh bạn thiền bày cho tôi kỹ thuật kỳ đặc này. Nó kết hợp hai nguyên lý nhà Phật: sống với hiện tại và tôn trọng quà tặng của thiên nhiên, ví dụ như thức ăn. Và kỹ thuật đó như vậy: thứ nhất, sống với hiện tại là phải tắt truyền hình đi và hạn chế mọi sự phân tâm và chú tâm vào việc ăn. Tâm vừa nghĩ lan man liền phải quay về bàn ăn với giây phút hiện tại. Ăn trong chánh niệm, nhai chậm rãi và phải nhận ra từng mùi vị riêng biệt của thức ăn. Thứ hai, phải quý trọng thức ăn mình sắp ăn, dù số lượng ít ỏi tới đâu, dù mùi vị dở kém thế nào, nhưng hãy nấu nướng nó một cách cẩn trọng, dọn lên đĩa sao cho thật hấp dẫn. Và khung cảnh xung quanh phải nên dễ chịu, trụ tâm vào những ưu điểm của bữa ăn và khoảng thời gian đang ăn.
Trong nhà Phật có quan niệm coi thức ăn là một vị thuốc hay để trị căn bệnh khô gầy của thân thể. Nếu chúng ta ăn đúng phương pháp thì thức ăn đó là những vị thuốc hữu ích cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể. Còn ta ăn uống một cách bừa bãi thì không những không có lợi mà còn có hại rất nhiều cho cơ thể, tức là dung nạp vào trong cơ thể quá nhiều chất hữu cơ, làm cho cơ thể phát triển một cách không đúng mức. Thêm vào đó là tích trữ dư thừa những độc tố không có lợi, gây nên bệnh hoạn, ốm đau. Với những người đã ứng dụng nghiêm túc cách ăn kiêng theo nhà thiền như trong truyện, người ta kể rằng đầu tiên thì thấy giảm cân nhiều, và khi theo một thời gian lâu lại cho biết họ thật sự thấy ăn ngon hơn. Của ông, chuyện kể về một cô bé tính tình hay giận dỗi, thường tỏ ra không hài lòng với mọi người, dù sự việc không đáng. Tính của cô bé lại ưa nghe người khác nói lại và lập tức cho lời nói ấy là sự thật mà không hề suy xét. Cứ thế, giận dữ chồng lên giận dữ, hiểu lầm nối tiếp với những hiểu lầm. Vì vậy, cô bé thường bị bạn bè gạt ra ngoài trong các cuộc chơi. Cô bé trở nên đơn độc. Một lần, cô bé tìm gặp người ông để than phiền về cách đối xử của bạn bè mà nó cho là bất công. Ông già im lặng nghe đứa cháu bày tỏ nỗi lòng, và sau cùng ông già nói: "Cháu hãy nghe ông nói đây. Đời ông đã nhiều lần phải chịu đựng những cảnh tương tự như vậy rồi. Và không ít lần, ông cũng đã tự thề với lòng mình là ông sẽ trả thù, rửa hận. Nhưng dần dần ông đã nhận ra là hận thù chỉ làm cho mình mỏi mòn, chứ không đụng được tới kẻ mà mình oán giận. Ôm mãi lòng hận thù cũng tương tự như là mình đang uống thuốc độc mà lại mong cho kẻ thù của mình chết." "Vậy là sao hả ông?" Cô bé hỏi, ông già đáp: "Dường như trong người ông có hai con người vậy con ạ. Một người tốt bụng, không muốn làm thương tổn tới người khác, và có một người xấu ác, luôn luôn giận dữ với mọi người, dù chỉ là việc nhỏ nhặt nhất. Sự giận dữ và lòng hận thù quá lớn đã che mờ đôi mắt, khiến không còn nhìn thấy gì nữa, và đã làm cho đầu óc không biết suy nghĩ minh mẫn. Ông đã sống với hai con người như vậy, và quả thật là rất khó khăn, vì bất cứ lúc nào thì một trong hai con người đó cũng muốn thống trị tâm hồn của ông." "Vậy rồi ai thắng hả ông?" Cô bé nhìn ông nó háo hức hỏi. "Ở đời, cây nào bón phân nấy con à. Con người cũng vậy. Nếu như con thích nghe những lời đồn đãi vô căn cứ, thì kẻ xấu mạnh hơn người tốt." "Nghe ông nói như vậy, cháu đã hiểu rồi." Người đời ít khi được bình an tâm trí, gần như lúc nào cũng có chuyện để lo toan, cũng phảng phất nét ưu tư phiền muộn. Đa số những phiền muộn mà người đời vướng phải đều liên quan đến sinh kế hàng ngày, phần còn lại là chuyện riêng tư tình cảm. Người ta cứ lầm tưởng rằng có nhiều tiền là sẽ được hạnh phúc, nên họ không sợ làm bất cứ việc gì, chấp chặt vào đó và cho rằng có tiền là sẽ có mọi thứ. Vì vậy mà họ luôn luôn dằn vặt với chính hai con người luôn tồn tại trong họ, một con người của cái thiện và một con người của bất thiện. Nếu cái thiện thắng cái bất thiện thì người ta sẽ có nhiều hạnh phúc trong đời sống thực tại. Nếu người ta có thời gian ngồi lại để thiền quán về chính mình thì cái đau khổ của cuộc sống sẽ không còn chi phối người ta được nữa, và hạnh phúc, tình thương yêu sẽ luôn có mặt trong từng phút, từng giây. Có một người bị mù từ thuở mới chào đời, mãi sống trong tối tăm, nên anh ta không tin gì ngoài bóng đêm đen thẳm. Có nhiều người thuật cho anh ta những câu chuyện, nhưng anh ta vẫn quả quyết: "Tôi không tin gì cả, vì tôi không thấy gì hết."
Một vị lương y thấy vậy động lòng thương hại, bèn đi tìm một linh dược tận Hy Mã Lạp Sơn để về chữa mù cho anh ta. Thoát khỏi bệnh mù mắt, anh ta rất sung sướng và trở nên tự phụ, luôn lớn tiếng nói cùng với mọi người rằng: bây giờ tôi đã thấy tất cả mọi vật chung quanh tôi rồi. Có người biết chuyện khuyên anh ta và cho biết rằng những gì anh ta thấy cũng chưa phải là tất cả. Anh ta chỉ mới thấy được những gì trong phòng của anh ta thôi. Thế giới này còn có rất nhiều điều khác mà anh ta chưa biết được, như mặt trời, mặt trăng. Anh ta bèn lớn tiếng: làm gì có những điều đó, tôi không tin. Vì những gì thấy được thì tôi đã thấy tất cả rồi. Mọi người đều thương hại cho anh ta. Đôi mắt của anh ta đã thấy, nhưng anh ta vẫn còn bệnh mù. Câu chuyện này làm ta liên tưởng đến những người khi chưa có duyên đến với đạo Phật, chưa biết gì về đạo Pháp, cũng như người mù không biết gì, tự do phóng túng, buông lung trong dục lạc, và cho rằng chết là hết, là tận cùng, không có kiếp sau, cố chấp điên đạo. Đến khi học được chút ít Phật Pháp, mở mang chút ít trí tuệ, biết được một phần nhân quả nghiệp báo, thì vội cho rằng mình biết tất cả, cho mình là người học rộng hiểu nhiều, dương dương tự đắc, coi thường người khác. Chúng ta thương thay cho những ai mắc phải bệnh mù này. Ngoại: bé đi chùa về chào ngoại. Ngoại hỏi: con đi chùa về có gì hay kể cho ngoại nghe với? Ngoại ơi, ngày gì con niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, ngoại nhớ niệm nghe. Bà ngoại ngần ngừ hồi lâu rồi đáp: xưa rồi ngoại niệm Đức Quán Thế Âm, bữa nay đổi lại niệm Đức Di Đà. Sao ngoại sợ ông Phật kia giận ngoại quá? Nguyên nghĩa của niệm Phật là tháo trừ mọi ngã chấp. Niệm Phật là ghi nhớ đức tính của bậc giác ngộ như từ bi, hỷ xả. Và niệm Phật là để phát huy tính giác nơi chính bản thân mình, để được khai thông ra với mọi người. Chính những đức tính của Phật mới cứu ta thoát khỏi những thất niệm bất giác của vô minh, ái dục, phiền não, khổ đau, luân hồi sinh tử. Đó chính là niệm Phật tại tâm vậy. Nếu ta có tính tâm tin sâu trì danh hiệu Phật thì ta sẽ phát huy được chánh niệm từ bi thanh tịnh ngay trong tự tánh của mình. Như do niệm Phật thành tâm mà lòng từ phát khởi, khổ báo được yên vui, thì ta nên quy hướng vào tha lực Đức Quán Thế Âm, bởi hành an vui là hành của ngài. Do niệm Phật thanh tịnh mà tâm hồn sáng suốt, vượt thoát khỏi khổ đau trong cõi đời ngũ trượt, để quy hướng vào tha lực Đức Phật A Di Đà, cầu giảng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thả mồi bắt bóng. Có một con chó miệng đang ngậm miếng thịt và đi trên tấm ván bắt ngang suối. Thoạt trông thấy một con chó khác đang ngậm thịt dưới nước, nó liền nhả miếng thịt đang ngậm ra và lao xuống suối để cướp miếng thịt kia. Sục sạo hồi lâu, chó ta vừa đói vừa lạnh và chẳng được gì cả. Chúng ta hãy nên bằng lòng với những gì mà mình đang có, còn những gì không thuộc của mình thì đó chỉ là ảo tưởng mà thôi. Nó không hiện hữu, nhưng ta chấp vào nó để ta phải mất công tìm kiếm và rồi phải thất vọng, vì nó chính là cái bóng phản diện lại cái đang có của chính mình. Chẳng có cái gì quấy nhiễu chúng ta, mà là chính chúng ta đi ra ngoài quấy nhiễu chúng. Và hãy nhìn cuộc đời như một tấm gương phản chiếu tâm của chúng ta, giúp cho chúng ta vượt ra được những dính mắc, những khổ đau và lầm lẫn, để tâm ta trở về với thực tại. Vì thực là cái vốn có và đang diễn ra một cách mầu nhiệm nhất. Mục đích. Một võ sư lừng danh hỏi một đệ tử mới nhập môn: con muốn học võ à? Dạ, con muốn học võ để chiến thắng kẻ địch. Con càng nghĩ đến chiến thắng và kẻ địch thì chưa học võ được đâu, vì con còn hiếu thắng. Thưa thầy, vậy con học võ chỉ để tự vệ thôi. Còn đề kháng tự vệ
cũng chưa học rõ được, vì con còn vị kỷ. Dạ thưa thầy, nếu vậy thì con học võ để làm gì? Học võ để làm gì à? Chung quy vẫn còn vướng vào một mục đích. Võ sinh ngạc nhiên. Vậy thưa thầy, làm thế nào có thể học võ mà không có mục đích ạ? Võ sư ung dung bước ra giữa võ đường, múa một bài quyền và nói: Còn cứ vậy mà làm không được sao? Trong cuộc sống này, hình như con người không thể tồn tại mà không có mục đích. Nhưng mục đích thì luôn ở tương lai, ở phía trước. Tôi sẽ được cái này, sẽ được cái kia và sẽ là... Vì vậy mà người ta phải thổn thức, phải đợi chờ và phải hy vọng. Ngày mai, sự hy vọng và cái khái niệm của thời gian cũng chính là nội dung của tư tưởng bản ngã. Chúng khởi lên cùng một lúc với phiền muộn, khổ đau và thất vọng. Khi bản ngã của ta chưa thỏa mãn và không đạt được mục đích mà mình mong muốn. Nói cách khác, khi bản ngã đề ra một mục đích thì ngay lập tức nó mời gọi tư tưởng, thời gian đợi chờ và đau khổ cùng hiện hữu. Khi ta tự đặt ta vào trong một mục đích, có nghĩa là ta đã quá chú trọng đến tương lai mà bỏ quên thực tại. Như vậy, chính ta đang đánh mất đi hạnh phúc sẵn có của mình để mong cầu một thứ hạnh phúc chưa có, mà lại không biết ở khoảng giữa thời gian vắng mặt của hai thứ hạnh phúc này, ắt hẳn chỉ là đau khổ. Nghệ thuật sống hạnh phúc có nghĩa là phải nhìn sâu vào giây phút hiện tại mầu nhiệm sẵn có, thì tất cả mọi tư tưởng, chấp trước và suy tính sẽ được giải trừ. Và khi ấy, bạn sẽ là một người có cuộc sống an lạc nhất. Nhận lỗi. Có một vị thầy thâu đồ đề rất nhiều, nhưng đám đệ tử phần đông đều trẻ tuổi, bồng bột, không hiểu được dụng tâm của thầy, thường làm việc theo ý kiến chủ quan. Đối với cách nhìn sự vật của một số người không đồng ý, chẳng những không hài lòng với hoàn cảnh hiện thực, thậm chí nhìn không quen tác phong của sư phụ, không chịu tiếp nhận sự điều động của thường trụ mà phẫn chí rồi bỏ chùa. Có một đồ đệ sau khi bỏ đi, đi thăm viếng khắp mọi đạo tràng ở mười phương, thường ở núi này thấy núi kia cao, đến núi kia không củi đốt, không một con đường đến, bèn thầm thể ngộ. Dần dần nghĩ lại về chùa thầy mình mới biết chùa chiền nào cũng chẳng có cái hay của đạo tràng mình. Rồi hồi tâm chuyển ý, về lại thường trụ của mình, sư phụ thấy đệ tử trở về, bèn trách. Lúc đầu ông không giả từ mà đi, mặc ý rời chùa, sao lại trở về? Đệ tử lập tức quỳ xuống đảnh lễ sám hối sư phụ, thưa: Xin sư phụ hãy tha thứ cho sự ngu si trước đây của đệ tử, cho đệ tử có cơ hội để hối cải. Sư phụ từ bi, thấy thái độ thành khẩn hối lỗi của đồ đệ, cũng không kể hiềm cũ, để cho con cừu non lạc đường trở về lại thường trụ. Xã hội bây giờ hiện đại và huyên náo, nhịp sống ngày càng quay cuồng trong tác phong công nghiệp, thì tính tình của con người càng lúc càng nóng nảy, hoang mang. Bản ngã của con người càng lúc càng nâng cao. Vì vậy mà trong bất cứ trường hợp nào, chỉ cần không hợp ý là người ta sẽ nổi tức và bỏ đi, không hề đếm xỉa đến tất cả mọi hậu quả sẽ xảy ra sau đó. Kỳ thực, đây chỉ là hành vi rất ngu muội của những người thiếu tuệ giác, nhất là những người trẻ tuổi hiện đại. Thường sau khi phạm lỗi, chẳng những không cải hối mà còn tệ hại hơn và gây nên những lỗi lầm không thể nào tha thứ được. Nhưng cái đáng quý khó làm được chính là người đồ đệ này có thể sửa điều cũ, trở lại nhận lỗi và sám hối. Vì người không phải thánh hiền, ai lại không có lỗi? Biết lỗi mà sửa được, đó là điều rất tốt. Chế trừ bớt đi bản ngã thì dù bất cứ ở nơi nào ta cũng sống được và sẽ được mọi người yêu quý mến thương. Chim cú từ biệt chim gáy để dọn đi nơi khác, gáy hỏi lý do. Cú trả lời rằng: Vì dân cư vùng này không ưa tôi. Gáy khuyên: Chỗ thâm tình, tôi xin phép nói thật, chả vì người ta không ưa cái tiếng của bác mà thôi. Nếu bác đổi lại tiếng kêu
thì dù ở miền Đông hay miền Tây, bác đều được bình an cả. Mỗi khi gặp trở ngại bạc đãi, phản ứng của chúng ta là muốn bỏ đi. Phật dạy chúng ta nên áp dụng pháp chuyển tâm, cho và nhận trong giáo lý Đại Thừa. Hãy rước tất cả những khổ đau của người khác vào tâm và cho họ những gì mà mình có thể. Có nhiều người khác cùng gặp khó khăn như ta, vậy ta nên phát tâm chịu thay cho họ những nỗi khổ ấy. Ta tu hành nhẫn nhục và từ bi thì những trở ngại bạc đãi của người khác đối với chúng ta đều trở thành vô dụng khi mà ta biết chuyển hóa nó thành niềm hạnh phúc lớn lao cho bản thân mình và bản thân người. Được vậy thì dù ta có ở đâu đi nữa cũng sẽ được mọi người thương quý mến yêu. Kẻ hung tàn bị ác báo. Trong quyển sách Quảng Ái Lục của Mãnh Bình Am tiên sinh có kể một câu chuyện như sau. Chủ nhân của quán Thiên Ngư Miến ở vùng Tô Châu chính là Đới Đại Phan. Y vốn là con người tự tư tự lợi, tàn nhẫn, ưa giết hại. Sự kinh doanh hàng quán của y sở dĩ đắt khách hơn so với người khác là vì y có một nghệ thuật nấu nướng rất độc đáo. Y đem lương bỏ vào một cái nắp bằng sắt, rồi đặt cái nắp ấy lên trên nồi, bắt lên bếp chưng. Thế rồi y dùng máu đó trộn với mì, hương vị thật thơm ngon. Đới Đại Phan vừa tính toán vừa cười khanh khách nói. Thu nhập càng ngày càng khấm khá ha. Nhưng mà cha ơi, con thấy là chúng ta nên đổi nghề khác đi cha. Cái nghề này con thấy sao nó tàn nhẫn quá. Cái thằng nhỏ u mê kia chẳng phải tiền vô đùm nượp lại gì, còn mong gì nữa. Đi đi, đổi nghề gì, đổi nghề khác có được nhiều lợi như vậy không? Toàn ăn nói hồ đồ. Đới Đại Phan vung tay ra nói với con như vậy. Thế rồi năm tháng trôi qua, một ngày kia người cha đi đâu không thấy về. Đới Hỷ Tính men theo bờ sông đi tìm kiếm. Cha ơi, cha, cha, cha ơi. Hỷ Tính đau đớn kêu thất thanh. Cha. Thế là người ta chỉ thấy cái thây của Đới Đại Phan trôi tấp vào bờ. Trên thân hàng vạn con lương đeo bám xung quanh. Trên bờ sông vô số người kéo nhau đến xem, không ai là không kinh hãi, cùng nhau bàn tán xôn xao. Làm việc ác thì phải gặt lấy quả xấu, đó là điều tất nhiên như câu chuyện trên. Nhân quả báo ứng ví như vỗ hai bàn tay vào nhau sẽ phát ra tiếng. Tiếng đó là tự nhiên mà có. Định luật nhân quả cũng vậy. Nếu gieo nhân lành, chúng ta sẽ gặt quả báo lành. Nếu làm ác, phải thọ quả báo ác. Không làm thì không có. Thiện có thiện báo, ác có ác báo. Nếu chưa có quả báo là do duyên chưa đủ. Người làm thiện chưa hưởng thiện báo, bởi vì thời gian chưa đến, song nhất định sẽ có quả báo. Vì vậy mà ta không nên khổ tâm mong chờ. Chư Phật và Bồ Tát luôn luôn đại từ đại bi. Chỉ cần chúng ta làm thiện thì công đức sẽ vĩnh viễn tồn tại. Nếu chúng ta làm việc ác thì dù có bay lên trời, trốn trong núi cao, lặn xuống biển sâu, đều không thể trốn được. Đến một lúc nào đó, tự nhiên ta phải nhận lấy quả báo. Một khi đã thọ quả báo thì chúng ta không thể trách trời hay oán người được, mà do chính ta tự làm thì phải tự chịu mà thôi. Con lừa. Hai cha con ngồi trên lưng lừa mới mua trở về nhà, chợt có tiếng bình phẩm. Trời ơi, hai người ngồi trên lưng con lừa, sao nó chịu nổi mấy vậy? Vậy chứ sao? Tội nghiệp quá. Ông bố nghe có lý, bước xuống để con ngồi một mình. Đi được một quãng xa, một cụ già quở trách. Trời ơi, thời đại còn điên đảo, con ngồi trên lưng lừa để ông cha dắt bộ. Thằng con vội nhảy xuống mời bố lên. Nhưng mới được vài bước, một giọng nói chỏng lỏng từ trong một nhà vang ra. Chưa từng thấy người cha nào lại nhẫn tâm như vậy á. Cha thì ngồi dắt dẻo trên lưng, còn con thì phải đi bộ. Thế là cả hai cha con cùng đi bộ. Tưởng yên thân nhưng lại bồ bồ có tiếng nói. Trời ơi, khổ chưa?
mua lừa làm gì? Hai cha con còn đi bộ, ngu quá ư là ngu. Trong đời sống thường ngày, chúng ta luôn bị ngoại cảnh tác động chi phối, làm cho ta dao động và không làm chủ được chính mình. Trước những lời khen chê, thị phi tốt xấu, Phật dạy tất cả những ngoại duyên đó đều không thật, là những bóng giả mà thôi. Nếu dùng tuệ giác quán chiếu sâu vào thực tướng của nó, chúng ta sẽ phá tan được bóng mờ của âm thanh hoặc những hình ảnh trước mắt cứ dấy niệm lăng xăng xuôi ngược trong tâm thức. Nó vô hình nhưng lại có sức đeo đuổi, len lỏi, dây dưa kháng khích theo mình. Người tu mà bị những thứ này chi phối thì không thể tiến bộ được. Phật dạy, người tu phải là người có kiếm trí tuệ, chặt đứt được những ràng buộc, những vướng mắc, những ngoại duyên thì mới có thể dẫn tiến, dẫn tu, dẫn bền niềm tin trên con đường đạo. Người hướng đạo. Một hôm, trên đường đi, một vị sư bỗng khám phá ra một khoảng đường trơn trượt trong khuôn viên nhà chùa. Nếu ai sơ ý là té dễ như chơi. Động lòng bi mẫn, vị sư này đã bỏ ra cả một buổi trưa để hì hục đóng, sơn và vẽ một tấm biển báo. Xem xong, vị sư đem cắm ở quãng đường đó. Nhìn lại công trình của mình, vị sư khoan khoái đi tới đi lui, nhìn ngắm và nghĩ bụng. Thật là an toàn, có tấm biển báo nơi đây thì đảm bảo chẳng ai trơn trật bị té cả. Nhưng ngờ đâu, trong lúc đi tới đi lui để ngắm biển báo, vị sư đã trở thành người trơn trật đầu tiên. Trong đường đời cũng như đường đạo mà chúng ta vừa đi qua, có lẽ ít nhất chúng ta cũng hơn một lần té ngã kiểu này. Cái đau của thể xác không thấm vào đâu so với sự xấu hổ, tự ti và mặc cảm khi phải đối diện với lăng kính của cuộc đời đầy dẫy những xao động thị phi. Nhưng không sao, điều mà chúng ta cần phải suy tư ở đây là sau khi té xong, ta sẽ nhanh chóng đứng dậy để nhanh chân rời khỏi nơi bùn lầy đó, hay là cứ tiếp tục nằm để cho bùn đất lắm vào thân. Tất nhiên là mọi người sẽ nhanh chóng rời khỏi nó, vì nó chỉ là đám bùn mang tính vật chất. Nhưng trên bước đường tu, nhiều lúc gặp phải đám bùn của trạng thái tâm lý, chúng ta lại không dám đương đầu, dễ nản lòng và nhục chí. Chúng ta hãy noi gương vị sư nọ, dù có té ngã nhưng đã dựng lên một biểu tượng để mọi người thấy đó mà tránh, để mọi người được hạnh phúc không phiền muộn. Đó cũng là một việc rất đáng làm trong đời sống nhân sinh. Một chiều chủ nhật nắng vàng ấm áp tại Thảo Cầm Viên, hai vợ chồng nọ dẫn hai đứa con trai nhỏ, Bi 7 tuổi và Bô 3 tuổi, mua vé vào cửa một trò chơi. Họ đến quầy vé và hỏi: Anh ơi, giá vé bao nhiêu vậy anh? Anh nhân viên trả lời: 10.000 cho người lớn, 5.000 cho trẻ em trên 6 tuổi, còn dưới 6 tuổi thì vào cửa tự do. Các con của anh bao nhiêu tuổi rồi? Người chồng trả lời: Dạ, bé này thì 3 tuổi, còn bé này thì 7 tuổi. Vậy anh bán cho tôi 2 vé người lớn và 1 vé trẻ em. Mua xong đi ra xa, người vợ kêu lên: Anh trúng xổ số thì sao vậy? Nếu anh nói thằng Minh là 6 tuổi thì anh có thể tiết kiệm được 5.000. Người ta đâu có nhận ra được. Đúng, người xét vé thì không nhận ra được, nhưng mà các con chúng ta thì nhận ra được tuổi của chúng em ạ. Muốn dạy con cái giữ đạo đức thì cha mẹ phải làm gương cho chúng. Những lúc nói dối để đỡ tốn tiền là dạy cho chúng cách gian lận ở đời. Cha mẹ cần phải làm những điều lương thiện để noi gương tốt cho con cái nhìn vào và noi theo. Cha mẹ phải nghĩ đến câu: đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Phải dạy cho chúng những điều hay lẽ phải để tâm hồn chúng được tiếp nối, và do đó nó sẽ là nền tảng tốt đẹp cho chúng khi bước vào đời ở mai sau. Cha mẹ là người luôn phải sống thành thực để trở thành tấm gương sáng cho con trẻ. Người ngu ăn muối. Thuở xưa, có một người ngu đến nhà bạn thăm. Chủ nhà mời ở lại dùng bữa cơm đạm bạc, chàng chê canh lạc không ngon. Chủ nhà bèn nêm vào một chút muối, chàng chê canh lạc không ngon.
chàng ăn cảm thấy ngon lành. Chàng tự nghĩ, canh ngon là nhờ nêm muối vào, dùng ít còn vậy, dùng nhiều chắc sẽ ngon rất nhiều. Thế là chàng xin chủ nhà một chén muối bỏ vô miệng nuốt hết. Vì chất muối mặn kinh hồn, chàng cảm thấy như sắp chết, vội vàng móc họng cho mửa muối ra. Chúng ta là người học Phật, một trong những điều quan trọng là phải biết tiết chế sự ăn uống sao cho vừa phải và biết đủ, sống giản dị và nên bằng lòng với những gì mà mình đang có. Không ăn uống vô độ đối với thân thể thì sự tu hành rất có lợi ích. Song nếu ta chấp trước vào thức ăn, đề xướng lên điều này điều nọ làm ảnh hưởng tới thân thể và đối với công hạnh trong tu tập không có một điểm lợi ích nào. Đó chỉ là những hành động sai lầm, cũng giống như anh chàng lầm tưởng ăn muối kia vậy. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, website diệupháp-am.net. Xuôi theo dòng. Chuyện xưa kể lại rằng có một người đàn ông bất ngờ ngã xuống một dòng sông. Chỗ ông bị ngã xuống là nơi mà dòng nước sông đang chảy xiết ra một bờ thác cao và rất nguy hiểm. Mọi người trên bờ đều lo lắng cho mạng sống của ông ấy. Mầu nhiệm thay, ông ấy đã sống sót và bơi xuôi theo dòng nước dưới chân ngọn thác. Mọi người vây quanh ông ấy để hỏi xem bằng cách nào mà ông đã vượt qua được nguy hiểm. Ông ta bình tĩnh trả lời: lúc đầu tôi cố vùng vẫy, sau đó tôi hòa mình vào dòng nước, không lo sợ. Tôi đã để cho dòng nước tự nhào nặn hình thể của tôi. Chính vì hòa vào dòng nước xoáy nên tôi đã quay trở ra được khi dòng nước xoáy ấy chảy ra. Nhờ vậy mà tôi đã thoát chết. Trong bất kỳ một tình huống nào, ta cũng đừng nên nhượng bộ sự sợ hãi trong khi mình rơi vào tình trạng nguy hiểm. Chính sự sợ hãi đã làm cho ta thất bại. Lúc ấy, chúng ta phải giữ cho trạng thái tâm hồn mình thật bình tĩnh, hít thở thật sâu vào và dùng tuệ giác để nhìn vào tình huống vừa xảy ra một cách sáng suốt thì sẽ ổn định được mọi chuyện. Và một điều nữa mà ta tiếp nhận được từ nơi bài học này là ta phải ý thức được sự có mặt của mình trên cuộc đời cùng sự có mặt của thiên nhiên cũng như xã hội chung quanh chúng ta, để cho ta hòa nhập thích ứng với những sự biến đổi của chúng. Thuở xưa có một người cho người khác mượn 5 đồng, rất lâu mà không trả lại. Chàng bèn đi đến nhà và đòi nợ. Trên đường đi phải trải qua một con sông, chàng phải đi qua đò và tốn 3 đồng. Đến nhà người kia thì người kia lại đi vắng. Khi trở về, chàng lại phải tốn thêm 3 đồng nữa, đi đò qua lại hết 6 đồng. Làm như thế chỉ lú nhọc công mà không đi đến đâu cả, và số tổn thất lại nhiều hơn số tiền đã cho mượn. Vì tranh cầu chút lợi, không tiếc làm bại hoại hành thanh cao của mình, kết quả đôi khi thường không bù lại sự tổn thất. Hiện tại mang tiếng xấu, đời sau mắc quả báo chẳng lành. Hành động như thế thật là ngu si. Vì vậy, Đức Phật dạy chúng ta phải tu tập hạnh tùy hỷ, để diệt trừ những tập khí ích kỷ, tham lam đã nằm sâu trong tâm trí chúng ta. Nếu chỉ thấy có lợi ích cho chính bản thân mình, thì chúng ta chỉ đạt được một chút hạnh phúc nhỏ nhoi, vì hạnh phúc đó được xây dựng từ lòng dị kỷ mà có. Lòng tùy hỷ thì luôn trái ngược với điều đó. Nên tùy hỷ là phương pháp tâm lý tuyệt diệu để trừ mọi chướng ngại, là một yếu tố sống hạnh phúc trong đời thường. Còn nếu chúng ta không tu tập hạnh tùy hỷ, không khoan dung với mọi người mà luôn tính lợi lạc cho mình, thì dù có thông minh tài giỏi về thế pháp hay Phật pháp, chúng ta cũng không đạt được hạnh phúc hoặc bình an trong đời sống.
đi không về rồi. Thở xa xưa, vào một đêm tối, người cha bảo với con: À, ngày mai về thật sớm, cha con mình đi chợ mua đồ dùng nghe. Người con nghe thế, khi khắc vào lòng. Đến ngày mai, anh dậy thật sớm, không hỏi ý cha, tự một mình anh ra chợ. Tới nơi, anh không biết đến đó để làm gì, lang thang qua lại, mệt mỏi vô cùng. Trong mình lại không có một đồng xu cắt bạc, bụng đói như cào, mà không có tiền để mua thức ăn, nước uống. Đành phải trở về nhà, ông cha vừa thấy liền mắng rằng: Mày á, đúng là đồ vô trí, sao chịu đợi tao về cùng đi? Tự ý một mình đi không về rồi, không được cái việc gì hết, tự chuốc lấy cực khổ nhọc nhằn. Tao có đời nào bảo mày làm vậy không? Trong cuộc sống, ông bà ta thường nói: Ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Và trong câu chuyện này, chúng ta thử liên tưởng đến người tu trì Phật Pháp là phải biết nương gần thầy hiền hay bạn lành để được sớm tối học hỏi kinh nghiệm tu tập từ các vị ấy. Và sống cùng bạn, cùng thân, ta sẽ được năng lực của tăng thân che chở và bảo hộ, thì con đường tâm linh của chúng ta mới mau tiến bộ. Không nên tự ý là mình thông minh, tài giỏi, rồi tự mình sống tách biệt đại chúng mà tu hành, thì sẽ gặp rất nhiều chướng ngại, chướng duyên và sẽ làm cho ta thối thất tâm bồ đề mà sa vào sự cám dỗ của đời sống thế tục, rồi tự đánh mất đi chính bản thân của mình. Lúc đó thì khó mà cứu. Một bà lão đang tắm cho đứa cháu nội mới sinh trong bồn rửa nhà bếp. Bà thèm thuồng nhìn làn da sáng ngời, ganh tị những ngày tháng tuyệt vời sắp được của cháu. Giọt máu kỳ diệu mang một phần thân thể bà. Bà rửa bàn tay tí tẹo, để ý cơ cấu huyền diệu này. Một cấu trúc thu nhỏ thật đẹp, mấy ngón tay xinh quá là xinh, cả những làn da nhỏ nhắn tí nị trên các ngón tay cũng xinh xắn lạ lùng. Bà để bàn tay mình cạnh bàn tay cháu ngắm nghía, và trong tích tắc nhận ra rằng hai bàn tay giống nhau. Điểm khác nhau duy nhất là thời gian. Mỗi bàn tay đều toàn hảo trong thời điểm của nó. Mỗi bàn tay đều hoàn thành chức năng mình trong thời điểm của nó. Bây giờ, bà nội đã hiểu bàn tay bà cũng đẹp như tay cháu, nhưng chỉ khác về thời gian thôi. Nhà Phật dạy, đời sống luôn luôn thay đổi, điều đó là chắc chắn, chẳng đáng ngạc nhiên gì. Nhưng Phật giáo còn đi xa hơn chân lý ấy, thúc giục ta dự trù trước sự thay đổi, và quan trọng hơn hết, nên đón nhận nó trong tất cả vẻ phong phú mỗi khi gặp. Bởi vì cuộc sống ai cũng trải qua những giai đoạn như sinh ra, lớn lên, già đi, và chết. Ai cũng có một thời vàng son và tươi đẹp, rồi đến tóc bạc da nhăn. Nếu chúng ta hiểu được rằng thân này cũng là giả, có sinh tức có hoại, thì ta vui vẻ chấp nhận, thuận theo thời gian mà sống để tu hành thì rất có lợi ích. Đức Phật đã dạy, được thân là khó, mà gặp Phật Pháp lại còn khó hơn. Vì thế, ta nên coi thân thể là một phương tiện tốt giúp ta tu hành để vượt thoát sinh tử luân hồi. Chớ chú trọng chi vào sự đẹp xấu của nó, để rồi phải khổ đau phiền não. Đánh cuộc. Thuở xưa, có đôi vợ chồng nọ làm ba cái bánh, mỗi người ăn một cái rồi còn thừa một cái. Hai người đánh cuộc với nhau rằng ai muốn ăn cái bánh thì phải không nói một câu, nếu ai nói trước là thua cuộc, không được ăn cái bánh. Thế rồi cả ngày hai vợ chồng nín thinh không nói một tiếng. Chợt có thằng ăn trộm vào nhà dơ vét hết của tiền đồ đạc, sửa soạn chạy đi. Hai vợ chồng vì sợ thua cuộc mất cái bánh nên cứ lấy con mắt ngó trân trân tên ăn trộm đang dơ vét đồ đạc trong nhà, mà không ai nói một tiếng. Tên ăn trộm thấy vậy còn dạn dĩ thêm lên, thậm chí còn muốn xâm chiếm tiết hạnh của người vợ, mà người chồng vẫn đứng xem không nói một lời. Người vợ hoảng hốt kêu ầm ĩ: Anh thật là ngu si quá đỗi, vì một miếng bánh mà để thằng ăn trộm làm nhục tôi quá đỗi, không mở miệng nói một lời. Người chồng bèn vỗ tay cười lớn:
Em đã khai khẩu nói trước rồi nghe. Như vậy thì thua anh rồi phải không? Và bây giờ thì cái bánh này thuộc về anh. Thích quá. Câu chuyện này chúng ta đã nhận chân ra một điều là trong xã hội, con người luôn chạy theo sự ham muốn và không lúc nào được thỏa lòng. Theo đuổi ham muốn cốt là để thỏa mãn, nhưng nó lại luôn luôn đưa đến bất mãn vì những điều mong muốn của chúng ta không đạt được. Đôi khi, vì những ích kỷ nhỏ nhen mà chúng ta lại đánh mất đi những lợi ích lớn lao của pháp lành, và lúc nào cũng bị sự ham muốn trượt đuổi. Cũng chính vì vậy mà Đức Phật đã dạy, dù trốn ở tận gốc bể chân trời, ta vẫn cứ khổ đau. Dù có tìm quên trong thú vui nào, lạc thú ấy cũng là lạc thú của đau thương. Nếu chúng ta có thời gian ngồi quan sát lại bản chất của tâm mình, cái gì tạo ra rắc rối và chướng ngại trong đời sống, thì ta sẽ tìm ra được bản chất của đối tượng ham muốn, quán sâu vào nó để loại trừ nó ra khỏi tâm ta. Thuở xưa, có một người hay khen ngợi đức hạnh của cha mình trước mặt nhiều người khác. Nào là cha anh có lòng nhân từ, không bao giờ làm tổn hại ai cả. Nào là cha anh không bao giờ cướp giật, lừa gạt tiền vật của ai. Nào là đối xử với mọi người rất công bình, không bao giờ nói dối mà lại hay giúp đỡ người trong cơn nguy khốn. Có một người ngu nghe thế tự nghĩ, mình cũng nên khen cha mình một phen chứ. Nghĩ xong anh bèn nói, đức hạnh của cha tôi còn hơn cả đức hạnh phụ thân của ông nữa. Người xung quanh bèn hỏi, đức hạnh của ông thân anh như thế nào? Người ngu liền đáp, cha tôi từ nhỏ đã tuyệt đường dâm dục, chẳng hề biết gì về việc đó nữa. Ai nấy nghe cũng đều bật cười và nói, nếu quả thật cha anh từ nhỏ đoạn dục, làm sao sinh anh ra được? Ừ, phải rồi. Nghe hỏi, anh ngu nọ thừ người ra, chẳng biết phải trả lời làm sao. Sống ở đời, ai cũng muốn mình được tiếng thơm, tức là những lời khen ngợi mà người khác dành cho mình. Nhiều người còn muốn tên tuổi cùng danh tiếng của mình lưu lại đến đời sau. Muốn thực hiện được điều đó, ta phải biết sống cho mọi người, vì mọi người, bằng cách dám coi nhẹ đồng tiền và ngay cả mạng sống của mình để giúp đỡ người khác, hoặc có thể truyền đạt tất cả những kinh nghiệm quý báu gì mà mình đã đạt được trong cuộc đời, những thành quả về mọi mặt để mưu cầu lợi ích chung, thì những lời khen ngợi của người khác dành cho mình mới phù hợp với thực tế. Nếu cố bịa ra những việc tốt mà ta chẳng làm để được người khác khen ngợi, tức là nhận sự giả dối, chẳng những không được lợi ích gì mà lại làm cho mọi người khinh bỉ. Do đó, trong năm giới của Phật giáo, giới cấm vọng ngữ là một hình thức để giúp người ta chế ngự và ngừa những lời nói không thật, vô nghĩa, không mang lại lợi. Không còn gì để mất. Một thương gia giàu có bỗng gặp đủ thứ tai họa liên tiếp. Ông mất đi người vợ đẹp, mất đi tòa biệt thự vì hỏa hoạn, rồi mất luôn cả tài sản vào tay bọn cướp, và mất cả tự do vì nhục mạ vị lãnh chúa trong vùng nên ông đã bị bắt và bị giam cầm. Viên cai ngục có một người mẹ lúc trước đã giúp việc cho vị thương gia đó. Hắn để ý thấy thương gia thay đổi thật kỳ lạ, vì trước đây ông nổi tiếng là keo kiệt và luôn sợ người ta lừa mình. Nhưng từ ngày vào trong ngục thất, ông ta tỏ ra rất là hạnh phúc. Thấy thế, hắn bèn hỏi, ông không bị làm sao chứ? Sao ngày nào ông cũng vui cười vậy? Người thương gia cười thích thú. Bởi vì chẳng còn thứ gì để mất nữa cả. Nói tới phương cách sống, thì mỗi người đều có một lối sống khác nhau. Lối sống đó ảnh hưởng đến tâm tính của chính họ. Sự khác nhau đó, chúng ta sẽ dễ dàng phân biệt khi để ý đến sự sinh hoạt trong từng giai đoạn sống của chính họ. Có người cả đời sống xa hoa trong nhà cao cửa rộng, xe cộ đời mới, mắc tiền, và bằng lòng với chính cái sự sung túc đó, và nghĩ rằng
đời này không có gì đáng phải suy nghĩ, chẳng có gì đáng phải buồn, và sống ích kỷ, chỉ biết hưởng thụ riêng mình. Cũng có người cả đời chỉ thích sống giản dị, mặc dù có sẵn tiền bạc, không thích chân diện và hay giúp đỡ người khác. Và có hạng người khác thì lúc nào cũng chỉ thích sống an phận thủ thường, không hề có ước vọng cao xa. Tiền bạc có được bao nhiêu thì tiêu pha trong giới hạn đó, không than gian với ai. Vậy thì ta hãy dùng tuệ giác đúng đắn để tìm ra phương cách sống tốt nhất, và hãy tư duy thử phương cách ra sao mới là phương cách vui sống phù hợp cho riêng mình. Duy đạo vui đời. Một thời Phật ở Tinh Xá Kỳ Hoàng thuộc thành Xá Vệ. Bấy giờ có bốn người cãi nhau về sự khoái lạc. Một người bảo: thân thuộc quyền quý ca cẩm là khoái lạc. Một người bảo: tiền của giàu nhiều vinh quang là khoái lạc. Một người bảo: thề thiếp đẹp đẽ đắm mê là khoái lạc. Cãi cọ phân vân nhau mãi, Phật nghe thế bảo: các người chỉ tìm khoái lạc theo sở thích của mình, chưa thấy được cái vui chung của mọi người. Mùa xuân sẽ điêu tàn, thân thuộc sẽ biệt ly, tiền của sinh ra lo sợ, thê thiếp quả sầu bi, và tất cả xoay quanh mình mà xâm phạm. Người chí nhân chỉ có một khoái lạc duy đạo, đó là niềm vui. Nhìn nhận sự tương quan trong sinh tồn, chí nhân khổ cái khổ của người, vui với cái vui của muôn loài. Nên lợi người trước mình, cái vui đó thật là cái vui vô thượng. Các người hãy đánh đổi sự khoái lạc nhỏ hẹp cho cái vui vô thượng đó. Triết lý Phật giáo giúp chúng ta nhận thức được cuộc đời vốn là khổ, và nguyên nhân đưa đến cái khổ ấy chính là do tham dục của mỗi chúng ta. Cũng vì do ta thiếu tuệ giác nên bị tham dục chi phối, không làm chủ được thân và tâm nên phải khổ. Và nếu muốn có được sự hạnh phúc an lạc ngay trong cuộc sống, thì mọi người phải tự mình có thể khắc phục những khổ não ấy bằng cách là biết cách tiết chế dục vọng của mình. Khi tham dục bị chế ngự thì trí tuệ sẽ sáng suốt. Có trí tuệ sáng suốt thì chúng ta sẽ nhận chân được cái vô thường giả tạm của cuộc đời. Lúc ấy chúng ta sẽ tinh tấn tu hành cầu thoát sinh tử. Ba học trò. Trong bất cứ một trường học nào trên thế giới, chúng ta đều có thể tìm thấy ba loại học trò khi phải làm bài toán cho thầy giáo. Loại một, tự mình loay hoay kiên nhẫn giải bài toán một mình. Loại hai, sao y bản chính của bạn, không cần phải tìm tòi thắc mắc gì cả. Loại ba, nhờ người khác hướng dẫn biết đáp số, tập giải cho đến lúc tìm ra đáp số ấy. Thông thường ba loại học trò trên đều có thể đạt đến số điểm giống nhau, nhưng lúc đến trường thi sẽ có ba kết quả khác nhau. Loại một, nhờ đã tự giải một mình nên khi gặp lại đề cũ hoặc tương tự trúng tủ liền. Loại hai, do sao chép sách của bạn nên đến lúc phải xoay sở một mình liền bí tịch, xơi luôn một cặp chứng ngỏng. Loại ba, vừa chép của bạn vừa giải theo nên năm thuở mười thì cũng có thể giải lấy một mình. Cuộc đời này há chẳng phải là một bài toán của mỗi chúng ta đó sao? Đức Phật và các bậc độc giác là những người có thể tự giải bài toán một mình. Còn lại, các bậc thánh đệ tử của Đức Phật và chư vị tổ sư có thể ví như hàng giải bài toán loại thứ ba. Vì các ngài có trí lực và huệ lực nên vừa có thể học hỏi từ trong kinh điển và áp dụng vào đời sống tu tập của mình một cách nghiêm mật. Nên trước sau gì, đáp số của bài toán cũng sẽ tự hiển lộ. Còn chúng ta, chuyên môn sao y lời của Phật và Tổ mà không chịu nghiên cứu và áp dụng phương thức ấy để tìm ra cách giải. Vì vậy, chúng ta có thể hiểu vì sao rồi chứ? Trong số đó, chúng ta nhiều khi diễn giải kinh rất lưu loát và thao thao bất tuyệt, có thể hay hơn cả những bậc đàn anh đi trước của mình.
Nhưng khi những khó khăn tìm đến thì ta lại trốn tránh một cách hèn nhát, và những lúc có khổ đau trỗi dậy, chúng ta lại không thể vượt qua. Cúng dường được phước. Xưa có một nhà giàu, người ở giúp việc rất đông, trân bảo vô lượng. Lúc bấy giờ, Phật cùng A Nan khất thực đi ngang qua nhà ấy. Chủ nhà cùng vợ con, cháu chắt đều hoan hỷ thỉnh Phật vào nhà, đem giải quý lót đất, dùng đồ vật bằng vàng bạc dâng cúng. Đức Phật dạy rằng: người này đời trước sinh ra trong một gia đình nghèo khó, phải hái rau mà ăn. Một hôm canh rau vừa chín thì có một vị tu hành giàu đi khất thực. Chủ nhà cùng với tất cả vợ con đều nhịn phần ăn của mình để cúng dường cho vị sa môn đó, nhưng trong lòng còn ân hận vì không có được vật quý để cúng dường. Do nhờ thiện niệm và cử chỉ cúng dường tốt đẹp kia mà cả gia đình họ đều được giàu có vô lượng, lại phát tâm trì giới thanh tịnh gặp Phật để được nghe pháp và đã chứng quả A-la-hán. Chúng ta đem vật thực cúng dường tam bảo cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, cầu công đức vô lậu, không sinh không diệt, đó là cầu pháp vô vi. Nếu như chúng ta bố thí tiền, lạy Phật, niệm Phật, lấy những công đức đó cầu cho gia đình được bình an, con cái thông minh đỗ đạt, làm ăn phát tài, đó là cầu phước hữu lậu, phước hiện tại. Thật ra chỉ cần chúng ta phát tâm cúng dường bố thí mà không mong cầu thì phước báo cũng tự nhiên đến. Nếu như nó không đến trong đời này thì nó cũng đến trong đời sau. Như gia đình nọ trong truyện, Chí Thành phát tâm cúng dường cho một vị sa môn mà không mong cầu điều gì, nhưng nhờ phước báo đó mà đời sau họ được giàu sang sung sướng. Cúng dường bố thí mà không khởi tâm mong cầu điều gì mới chính là cúng dường một cách cao thượng vậy. Thời xa xưa, tại một ngôi chùa nọ, khi thầy trụ trì và các thầy tử bắt đầu ngồi tịnh tọa niệm Phật vào buổi tối thì con mèo sống trong chùa gây ra tiếng ồn ào, khiến họ phải phân tâm. Thầy trụ trì ra lệnh cột con mèo lại trong giờ tịnh tọa. Nhiều năm sau, khi thầy trụ trì qua đời, con mèo vẫn tiếp tục bị cột trong giờ đại chúng tịnh tọa. Đến khi con mèo đó già chết, một con mèo khác lại được mang vào thiền viện, và nó cũng bị cột lại trong giờ tịnh tọa vào buổi tối. Rồi đến nhiều thế kỷ sau, những người kế thừa ngôi chùa đó đã viết luận văn tốt nghiệp về nghi lễ tôn giáo của việc cột con mèo lại trong lúc tịnh tọa. Câu chuyện kể trên giống như cách phát triển những điều mê tín. Mới đầu có thể có những lý do đặc biệt trong một hoàn cảnh riêng nào đó. Lâu dần, việc đó được lặp đi lặp lại như một tập tục, rồi thành một nghi thức. Họ làm việc đó vì họ không thấy có điều trở ngại, không mất gì và không nên làm. Nhiều người trong chúng ta đã sống giống như câu chuyện trên. Chúng ta làm cái này, cái kia, lặp đi lặp lại mà thực sự không hiểu gì về ý nghĩa hay tầm quan trọng của nó. Câu chuyện còn nhắc nhở chúng ta phải luôn nhớ tới lời Phật dạy trong kinh Kabbala thuộc Tăng Chi Bộ như sau: như vậy này các tỷ kheo, điều ta vừa mới nói với các người. Các tỷ kheo, các người đừng tin vì nghe nói lại, đừng tin vì phong tục, đừng tin vì nghe tin đồn, đừng tin vì kinh điển truyền tụng, đừng tin vì lý luận, đừng tin vì công thức, đừng tin vì có suy tư đầy đủ dữ kiện, đừng tin vì có thẩm sát và chấp nhận lý thuyết, đừng tin vì thấy thích hợp, đừng tin vì sa môn là thầy mình. Nhưng này các tỷ kheo, khi nào các người tự biết rõ các pháp này là thiện, các pháp này không đáng chê, các pháp này được người trí ca ngợi, các pháp này nếu được thực hiện chấp nhận thì dẫn đến hạnh phúc an vui, thời các thầy tỷ kheo, các người hãy đạt đến và an trú. Ngày xưa
có một bác nông dân sống chỉ dựa vào trồng trọt trên một thửa ruộng thuê của chủ đất. Thửa ruộng nhỏ, chỉ dọn dẹn bằng căn lều của bác, nhưng được cái là đất rất tốt. Chủ đất là một con quỷ độc ác. Một hôm, quỷ đến thăm ruộng, bảo với bác: "Này tên kia, tiền thuê đất mày chưa trả cho tao đủ. Từ nay trở đi, khi chia quê lợi, mày phải nộp cho tao mọi thứ gì mọc ở trên mặt đất này. Và mày chỉ được hưởng một phần còn lại mà thôi." Rồi nó cười giễu cợt bỏ đi. Thú vị vì sáng kiến mới, nó thầm nghĩ: "Cái thằng nông dân dốt nát kia, nó phải nộp cho ta toàn bộ số hạt lúa mọc trên cánh đồng này, và nó chỉ còn hưởng bộ rễ mà thôi." Bác nông dân nghe xong chán nản về nhà. Nhưng đột nhiên bác nghĩ ra một cách. Đến mùa gặt, quỷ đến nhận phần. Người nông dân đã trồng cải củ, cà rốt, toàn những loại cây có củ nằm ở dưới mặt đất. Quỷ chỉ mang về một đống lá. Tức giận nó bảo: "Mày không thể làm như thế với tao được nữa đâu. Sang năm mày sẽ chỉ được hưởng những gì ở trên mặt đất này mà thôi." Đến mùa thu hoạch sau, con quỷ lại đến nhận phần. Nhưng nó ngạc nhiên xiết bao khi thấy một đống rễ đầy đất. Người nông dân bảo: "Là phần của ông đó." "Đây là phần của ta đây à? Ta đã nói với ngươi rồi, ta sẽ lấy những gì mọc ở dưới mặt đất kia mà." "Thì đúng rồi, ông có thể mang số rễ này đi, đó là phần của ông." Quỷ tức điên lên, nhận ra bác nông dân đã gieo lúa mì, lúa mạch và ngô. Các giống cây này đều cho hạt ở trên mặt đất. Nó bỏ đi, xấu hổ và giận dữ. Nhiều lúc chúng ta tính toán quá làm cho mình thêm khờ dại. Bởi vì còn tính toán thì còn có sự hơn thua. Mà cứ như vậy, tức là chúng ta nuôi dưỡng tánh tham mỗi ngày mỗi lớn. Ngẫm lại, chúng ta còn tính toán một vấn đề nào đó thì còn làm cho sự việc rắc rối thêm lên. Có lẽ vì thế mà chư tổ thường dạy chúng ta nên tiếp ứng với sự việc bằng bản tâm bình thường, không bị những tính toán lo toan làm xao động. Mảnh tâm ấy đã có đủ khả năng làm lành lánh dữ, giới, sáng suốt, huệ và không bị dao động vì những tư dục cá nhân, định. Đó cũng như lúc mà con quỷ thấy rõ sự ngu xuẩn của mình mà xấu hổ bỏ đi. Người làm anh. Thời xưa có một người nhà rất giàu có, cử chỉ luôn đúng đắn và lại thông minh. Vì thế kẻ xa người gần đều cảm phục ái mộ. Bây giờ có một người đến nhà người ấy làm anh mình, thường thường qua lại một cách rất mật thiết. Người này nhận người giàu làm anh để làm chi vậy? Mục đích chỉ muốn lợi dụng tiền bạc. Sau đó người nhà giàu kia sa sút khốn cùng, đổ vỡ nợ nần. Người kia liền trở mặt và nói thẳng với anh nhà giàu kia: "Ngươi không phải là anh ta." Chuyện này tỉ dụ rằng có bọn người xấu ăn trộm kiến thức ngôn ngữ, phương pháp và nghi thức của Phật pháp, đem ra làm giáo pháp của riêng họ, nhưng hoàn toàn không thực tâm tin tưởng mà chỉ muốn lợi dụng những điều ấy làm phương tiện để mưu sinh. Và nhiều lúc họ lại tỏ ra rất là đạo mạo để hòng che giấu những điều xấu của họ. Tuy nhiên, từ xưa tới giờ, tất cả những điều thuộc về chân lý thì luôn luôn đúng, nhưng do con người luôn làm sai lệch đi mà thôi. Ngày xưa, khi còn bé, anh và tôi hay chơi trò cút bắt. Lần nọ tôi té ngã, máu ở đầu gối chảy ra rất nhiều. Anh xuýt xoa theo từng giọt nước mắt của tôi, luôn hứa sẽ che chở tôi suốt đời, không bao giờ để tôi đau nữa. Lớn lên, anh đi du học và bỏ luôn ý định về nước. Ngày mẹ anh mất, anh dẫn một cô gái da trắng, tóc vàng về chiều ta. Tôi đứng nép sau bầu cửa, nhìn sang, bất chợt, vết sẹo nơi chân nhức buốt. Cuộc sống thực sự không phải là một giấc mơ đẹp để người ta ao ước và chìm lãng vào nó, để rồi phải thất vọng khổ đau.
Những phút giây trôi qua của một kiếp người luôn luôn có sự biến đổi sinh diệt. Tình yêu của ngày hôm qua không phải là của hôm nay, và cũng chưa chắc là của ngày mai nữa. Mọi diễn biến tâm lý luôn vận hành một cách liên tục trong cái bản chất tương đối của nó. Nhiều khi ta cố chấp vào một kỷ niệm cũ để rồi trở thành nỗi đau của ngày hôm nay và còn có thể là của ngày mai. Hãy nhìn sâu vào những ký ức ấy, chúng ta sẽ nhận chân ra được nó là dòng chảy của dòng sông luôn ồn ào, luôn gợn sóng và luôn biến đổi. Khi quan sát một cách sâu sắc như vậy, thì niềm đau sẽ tan biến và nhường bước lại cho một nụ cười. Tôn giáo của đời thường. Một vị quan chức có quyền thế cao trong địa phương đến tìm thầy trụ trì một ngôi chùa trong địa phận quản lý của mình để xin được học về Phật Pháp. Nhưng lúc có một người nông dân nghèo ở gần đó đem biếu nhà sư một rổ khoai luộc, sư sai thị giả bưng khoai ra mời người khách nọ. Vốn không quen ăn những thứ bình thường như vậy, vị khách ngần ngại không muốn chạm tay vào rổ. Nhà sư thấy vậy bèn nói: Ngài cố mà ăn đi, qua đó ngài mới nếm được mùi vị khổ cực của những người nông dân. Phật Pháp mà tôi muốn truyền dạy cho ngài cũng chỉ có như thế. Nhiều lúc người ta cứ nghĩ rằng Phật Pháp dạy những gì cao siêu lắm, vượt qua những cái thường tình của thế gian, nên người ta khởi tâm mong cầu những điều thật xa xôi, mà quên đi hiện thực rằng tất cả mọi cử chỉ, phong cách đều là đạo cả. Nếu thực sự trong tất cả mọi việc thường nhật ta làm có chánh niệm và tỉnh giác, không tham đắm và không mong cầu vào bất cứ điều gì, biết chia sẻ tình thương và giúp đỡ người khác, thì đó cũng chính là đạo. Bởi vì Phật Pháp không phải rời thế gian mà có. Sen nở từ trong bùn. Thầy trụ trì một ngôi chùa nọ dạy cho hàng Phật tử tại gia: Các vị chớ có nên so sánh và cho rằng các người được quy y là các người cao trội hơn người thường. Những người còn vướng mắc trong dòng danh lợi, chưa thức tỉnh để bước vào đạo, họ chỉ đáng được thương xót, không đáng bị khinh khi hay trách cứ. Đừng khởi tâm phán xét họ, không nên khởi ý so sánh thấp cao. Đó chính là tâm hạnh của chư Phật, Bồ Tát và các bậc thánh hiền. Hãy tự đặt mình vào hoàn cảnh của người bình thường, đồng hóa với sự đời, trong khi tâm ý của chúng ta vẫn hướng về đạo giải thoát và không ngừng chiêm nghiệm lẽ huyền diệu của giáo pháp. Thật chứng minh, có một nhóm người ngồi trong nhà bình luận phẩm hạnh của một người khác. Trong nhóm ấy có người nói rằng: Người đó thì cái gì cũng hay cả, chỉ có hai điều là không tốt thôi. Điều thứ nhất là hay nổi giận, và điều thứ hai là hãy chạm tới việc gì thì hơi lỗ mãn. Đang lúc nói thế, bất ngờ người kia đi ngang qua cửa nghe lọt vào tai, lập tức nổi giận đùng đùng, nhảy bổ vào nhà, vừa đánh y vừa nói: Ta nói giận hồi nào, ta lỗ mãn với ai đâu? Bây giờ mọi người đều nói: Cử động của ngươi hiện tại thì chẳng đủ chứng minh cho sự sân hận và lỗ mãn của ngươi đó sao? Đúng rồi. Chuyện này ý muốn nói rằng, có một hạng người có lỗi mà không chịu nhận, người khác đưa ra ý kiến để giải bày, chẳng những không hết lòng tiếp nhận, trở lại xấu hổ sân hận, tìm cách báo thù. Làm thế thì không chỉ trở ngại cho sự tiến bộ của mình, mà lại làm bộc lộ và phát triển tội ác xưa nay, chịu hậu quả bất lương nữa. Phân tâm nhị dụng. Có một vị thầy đến thăm nhà một Phật tử nọ. Thế bà chủ nhà vừa thờ Phật vừa thờ thần tài. Vị thầy hỏi: Bà thờ thần tài để làm gì vậy? Dạ, con thờ để cầu được tiền tài. À, thế con thờ Phật? Dạ, để tu hành và cầu mong giải thoát. Vị thầy nói: Ô, bà quả là người có tài phân tâm nhị dụng đó nghe. Thật vậy, trong cuộc sống đời thường, người ta luôn luôn khởi tâm mong cầu, tham lam, bắt cá hai tay, vừa muốn ôm lợi danh, vừa tìm cầu giải thoát.
nên lúc nào cứ phân tâm đuổi bắt hai chiều, mà quên mất đi hạnh phúc sẵn có nơi tự tâm mình. Vì mỗi giây, mỗi phút hiện tại, tỉnh thức luôn là quý báu và mầu nhiệm, mà mỗi nụ cười, mỗi hơi thở và mỗi câu niệm Phật đều chứa đựng cái bản thể bất nhị. Khi ta không khởi tâm mong cầu, ham muốn, thì trong mỗi pháp, tự nó lại có đủ mọi thứ mà không hề mâu thuẫn. Như Đức Phật có dạy trong Kinh Pháp Cú, kẻ ngu đi tìm sở đắc thì phân tâm làm hai. Vì vậy, ta cần phải trở về với giây phút hiện tại, vì quá khứ thì đã trôi qua, còn tương lai thì chưa đến. Chúng ta cần phải sống hết sức chánh niệm trong tuệ giác của những giây phút hiện tại mà chúng ta đang có mặt. Những vết đinh. Một cậu bé nọ hay nóng tính. Một hôm, cha cậu đưa cho cậu một cái túi đinh và nói với cậu: mỗi khi con nổi nóng với ai đó thì con cứ chạy ra đằng sau nhà và đóng một cây đinh lên chiếc hàng rào gỗ. Ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng tất cả 37 cái đinh trên hàng rào. Nhưng sau vài tuần, cậu bé tập kiềm chế cơn giận của mình, và số lượng đinh mà cậu đóng lên hàng rào ngày một ít đi. Cậu nhận thấy rằng kiềm chế cơn giận của mình còn dễ hơn là đi đóng một cây đinh lên hàng rào. Ngày lại ngày trôi qua, rồi cũng đến một hôm cậu bé vui mừng hãnh diện tìm cha và báo rằng không còn cái đinh nào trên hàng rào nữa. Cha cậu liền đến bên hàng rào. Ở đó, ông nhỏ nhẹ nói với cậu: con đã làm rất tốt, nhưng con hãy nhìn những cái lỗ đinh còn lại ở trên hàng rào đây. Hàng rào đã không còn giống như trước nữa rồi, con thấy chưa? Nếu như con nói điều gì trong cơn giận dữ, thì những lời nói đó cũng như những cái lỗ đinh này vậy, chúng để lại những vết thương khó lành trong lòng người khác. Cho dù sau đó con có nói bao nhiêu lần xin lỗi đi nữa, thì vết thương đó vẫn còn lại mãi mãi. Và con hãy luôn nhớ rằng, vết thương tinh thần còn đau đớn hơn cả vết thương thể xác. Những người chung quanh con, bạn bè con, họ là những viên đá quý. Họ giúp cho con cười và giúp cho con mọi chuyện. Họ nghe con thở khi con gặp khó khăn. Họ cổ vũ cho con và luôn sẵn sàng mở trái tim của họ ra với con. Con hãy nhớ lấy điều đó. Trong cuộc sống, sự tiếp nối, truyền thông giữa cha mẹ và con cái thật vô cùng quan trọng. Đặc biệt là ngay từ khi thời còn thơ ấu, cha mẹ phải tập cho con cái biết suy nghĩ về những hành động mà chúng đã làm. Vì những suy nghĩ và việc làm đó là tốt hay là không tốt, và giúp cho chúng ý thức được sự có mặt của chúng trên cuộc đời này và đang tiếp nhận sự thương yêu của mọi người dành cho chúng. Giáo dục cho chúng nhân cách, ứng xử với tất cả mọi người, phải kính mến, hiếu thảo với ông bà cha mẹ, hòa thuận với tất cả anh chị em trong nhà, rồi bà con họ hàng, cho đến hàng xóm láng giềng chung quanh. Xây dựng cho chúng có được sự tiếp nối đối với các thế hệ. Được vậy thì đời sống cũng như tâm lý của chúng thật vững vàng. Vì hơn ai hết, chúng sẽ ý thức được rằng mình đang rất hạnh phúc, vì đang được bảo bọc trong vòng tay thương yêu và chăm sóc của người thân và cha mẹ. Thuở xưa, có một đoàn thương gia dự định đến phương xa để tìm kế sinh sống. Đường đi phải trải qua một cánh rừng rộng, cả đoàn đều không biết đường, mới bàn tính với nhau là mời một người đi theo chỉ lối. Rồi họ cùng nhau khởi cuộc hành trình. Đi được nửa đường, họ đến một cánh đồng bao la bát ngát và gặp một ngôi miếu thần. Theo tập quán nơi đó, đoàn phải có một người để tế mới đi qua khỏi được. Đoàn thương gia cùng nhau bàn luận và đều cho rằng trong những người bạn của chúng ta, ai ai cũng đều là bà con thân thích, chỉ có người dẫn đường là người ngoài, nên giết người này để cúng tế. Bàn tính xong xuôi, họ bèn đem người dẫn đường ra giết. Cúng tế xong, họ lên đường. Nhưng vì không có người dẫn đường nên cả bọn lạc lõng bơ vơ nơi cánh rừng bát ngát. Sau cùng, cả bọn đều bị chết ở giữa khoảng đường dài. Đời sống của con người thật quý giá, nhưng cũng quá đỗi mong manh.
Hôm qua còn khỏe mạnh vui sống, nhưng ngày mai sẽ ra sao thì vẫn là điều bí ẩn của nhân sinh muôn thuở. Người ta chỉ chợt chạnh lòng tê tái với một cảm nhận mong manh khi vô thường xảy ra với mọi người chung quanh, mà chẳng mấy ai lưu tâm đến điều ấy có thể xảy đến với mình. Theo Thế Tôn thì mạng người chỉ tồn tại trong hơi thở. Một khi hơi thở ra mà không thở vào là kết thúc một đời người. Quán niệm đối diện với sự thật của chính tự thân về cái chết sẽ đến với mình bất cứ lúc nào là điều cần thiết mà mỗi người phải thực hành. Chính cảm nhận được sự mong manh tạm bợ nay còn mai mất của kiếp người sẽ giúp cho ta thêm trân quý hơn cuộc sống. Những thành bại hơn thua, được mất, tranh đoạt hận thù sẽ chẳng còn có giá trị nếu như gần kề với cái chết, nhận thức án tử đang lơ lửng quanh ta. Cuộc sống xung quanh chúng ta luôn luôn biến động, đầy dẫy những tai nạn rủi ro. Ý thức rõ ràng về cái chết có thể đến với con người bất cứ lúc nào sẽ giúp cho con người sống trọn vẹn với giây phút hiện tại, bớt đi tham ái, hỷ xả, tha thứ và luôn nghĩ đến mọi người, đồng thời tinh cần thực hành các pháp thiện. Nghĩ đến vô thường, thần chết đang rình rập là một cách thể kiệm sự thật của đời sống. Cuộc sống sẽ bớt khổ đau và con người sẽ thương nhau hơn nếu như mọi người biết suy niệm về cái chết. Visakha mặt đầy nước mắt vì đứa cháu nội mới chết. Đức Phật dạy: ai có tới 50 người thân sẽ có 50 nỗi lo buồn. Còn ai có 100 người thân sẽ có 100 nỗi lo buồn. Chỉ có ai không chấp thủ đây là ta, đây là của ta thì mới không có khổ. Không tham đắm sẽ không ưu não, xa lìa được ngũ dục, chỉ cầu vui chánh pháp thì sẽ tiến tới sự an lạc niết bàn. Cho đến lúc sức mòn lực kiệt thì cuộc đời vô thường sẽ đòi lại tất cả những cái có của chúng ta. Phần ta chỉ còn trơ trọi hai bàn tay trắng. Những phiền não của con người nơi cõi ta bà này thì sâu vô tận, nên chúng ta cần phải hạ quyết tâm diệt trừ nó. Vẫn biết là mọi người chúng ta đang ở trong biển khổ vô biên, bao nhiêu con người đang rên xiết trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, biết bao người đã bị đói rét hành hạ, đau khóc thảm thương. Vì thế mà chúng ta phải học tập theo tinh thần lợi tha của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, chèo thuyền từ cứu giúp mọi người để làm vơi bớt một phần nào những đau khổ của kiếp phù sinh. Chúng ta là Phật tử thì cần phải dũng mãnh tinh tấn, hướng về chân trời lý tưởng của Phật giáo để làm lợi lạc cho người và phần nào góp phần dựng xây xã hội ngày càng thêm tốt đẹp. Một ngọn lửa khổng lồ bừng lên trong rừng rậm. Các con vật tập hợp thành đàn phía bên kia hồ nước và nhìn chăm chăm vào đám cháy. Một con chim nhỏ dường như biết trước những gì sẽ tiếp diễn, ngậm một hớp nước trong chiếc mỏ nhỏ xíu của nó và tưới vào đám lửa. Nó quay lại mang một hớp nước khác trong mỏ và tưới xuống. Cứ thế, nó cần cù bay trở lại và hướng tới đám lửa một cách cần mẫn. Những con còn lại nhìn con chim nhỏ và nói với nhau đầy vẻ thất vọng. Không biết con chim này nó nghĩ thế nào, có thể làm được gì với một hớp nước trong cái mỏ nhỏ. Được một lúc, chúng hỏi con chim: hãy nói với chúng tôi, cậu thực sự đang nghĩ là có thể dập tắt được ngọn lửa với một hớp nước? Con chim nhỏ trả lời: tôi nghĩ là tôi đang làm điều tôi cảm thấy cần thiết làm. Đúng lúc đó, một thiên thần bay qua, nhìn thấy và biết sự việc ấy. Thiên thần cảm động trước nghĩa cử cao đẹp của con chim, nên phù phép cho một trận mưa lớn. Trong cuộc sống, nếu như chúng ta không ngợi khen, khuyến khích được ai, thì cũng đừng nên khinh khi hoặc là ngăn cản bất kỳ mọi việc thiện nào của họ. Phật đã dạy, sự tích lũy phước đức giống như những giọt nước nhỏ lâu ngày sẽ đầy bể. Chúng ta cũng đừng cho rằng một việc nhỏ và một trách nhiệm cỏn con, một phước lành thiển mọn là không quan trọng. Nếu ai cũng nghĩ riêng cho cá nhân mình thì sự đoàn kết và trách nhiệm ở đâu trong cuộc sống?
Một điều lành bao giờ cũng đem lại sự bình yên, cho dù là rất nhỏ, nhưng cũng gây được sự cảm kích ở lòng người, và cùng với sự siêu nhiên linh ứng. Chúng ta nên biết, thế giới hữu hình và vô hình chỉ cách nhau trong một nhịp cảm ứng mà thôi. Con bạc bẽo. Ngày xưa ngày xưa, có một người đàn ông rất ích kỷ, sống với vợ trong một tòa nhà rất to. Anh ta không muốn có con và luôn nói: trẻ con thì lúc nào cũng bẩn thỉu và ồn ào quá. Thế là cuộc sống của anh ta chỉ toàn ăn với chơi. Đôi khi người nghèo có cũng đến gõ cửa để xin tiền hoặc một mẩu bánh, nhưng anh ta thường đuổi họ đi mà chẳng cho gì bao giờ. Anh ta bảo họ: các người phải làm việc, và tôi thì không thể có bổn phận nuôi các người. Và hai người cứ sống như vậy, họ không bao giờ làm cái gì cho người khác. Một hôm họ ngồi vào bàn chuẩn bị ăn món gà quay mới ra lò. Con gà rất béo, da giòn tan, chung quanh là khoai tây rán vàng ươm. Họ ăn được một lúc thì nghe có tiếng gõ cửa. Người chồng ra mở thì ra là ông bố già của họ đến. Ôi chào con trai, nhà có món gì thơm vậy? Người chồng vội xông vào bếp dặn vợ: đem con gà cất đi, nếu không phải chia cho cha bây giờ, cất đi. Người vợ nghe theo và mang cho ông bố một miếng bánh mì khô khốc rồi giải thích: vợ chồng con chỉ có thế thôi. Ông bố vừa đi ra, anh chồng khóa luôn cửa lại rồi kêu lên: Mình ơi, Mình mau 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 mau, bây giờ vợ chồng mình ăn tiếp con gà này ha. Nhưng thật ngạc nhiên, khi anh ta cúi xuống xem đĩa thì con gà đã biến mất. Trên đĩa bây giờ là một con cóc gớm ghiếc. Con cóc liền nhảy lên bám chặt vào mặt anh ta. Thế là một sự trừng phạt đích đáng. Trong xã hội thời nào cũng vậy, cũng luôn có những hàng con cái bất hiếu với cha mẹ. Và khi con cái có những hành vi ngỗ nghịch, các bậc cha mẹ thường tự an ủi với quan niệm cha mẹ sinh con trời sinh tính. Thực ra trời không sinh tính, mà chính là biệt nghiệp của con cái và cộng nghiệp của gia đình. Duyên nghiệp quá khứ ràng buộc đưa đẩy để hiện đời làm quyến thuộc của nhau. Đó là theo quan niệm nghiệp quả. Còn trong đời sống, tính nết của con cái có nhiều tính xấu là nhiều khi do ảnh hưởng của xã hội chung quanh và thiếu đi một phần nơi sự giáo dục về đạo đức một cách kỹ lưỡng. Nên con cái rất dễ tiêm nhiễm cái xấu mà hư thân, bất hiếu với cha mẹ, ông bà. Người cha một hôm hỏi con trai có bao nhiêu bạn. Chàng trai tự hào trả lời: con có hàng trăm bạn. Con à, những người hiểu biết thường cho rằng không bao giờ một người được gọi là bạn khi chưa thử thách người đó. Con hãy thử giết một con cừu rồi cho vào bao tải, bảo với các bạn là con đã giết người và cần họ giúp đỡ. Khi đó con sẽ rõ ai là bạn chân chính của con. Người con làm theo, thấy không một người bạn nào nhận giúp anh ta. Ông bố an ủi con và kể cho anh nghe một chuyện như sau. Có hai người lấy buôn ở tỉnh rất xa nhau. Một hôm, một người đến thăm người kia và được tiếp đón nồng nhiệt. Nhân dịp đón bạn, người kia tổ chức một dạ hội lớn. Vài ngày sau, người khách ốm tương tư. Người bạn hỏi xem mình có thể làm gì được để giúp anh. Người kia nói: nếu như anh chỉ cho tôi tất cả phụ nữ có mặt ở trong buổi dạ hội đó, tôi có thể nhận ra người mà tôi đang say mê. Thế là người lái buôn kia thực hiện ngay điều bạn yêu cầu. Ai ngờ cô gái mà bạn mê lại chính là người yêu của chủ nhân. Vì bạn yêu cô ta nên mình chấp nhận để cô ấy trở thành vợ bạn. Vài năm sau, người bạn kia vẫn còn sống độc thân và đã mất hết tài sản. Anh ta đi tìm bạn cũ đã từ lâu chưa gặp để mong được sự giúp đỡ. Ngay lúc mới tới, người kia đã tặng nhiều của cải để anh này tiếp tục kinh doanh. Kể xong câu chuyện, người cha nói: đây chính là một trong những câu chuyện về người bạn đích thực.
Thể rằng trong cuộc sống, chúng ta thường quan niệm bạn bè là những người mà chúng ta quen biết và có cùng sở thích, nhưng điều vẫn chưa đủ để khẳng định đó là một tình bạn. Trong Kinh Hiền Nhân, Đức Phật dạy có bốn loại bạn trên đời, đó là bạn như hoa, bạn như cân, bạn như núi, bạn như đất. Thật vậy, trong các loại bạn trên thì bạn như đất là loại tình bạn đẹp nhất, nghĩa là một tình bạn thật tốt lành, sẵn sàng san sẻ, xớt chia những niềm vui nỗi buồn, có thể hy sinh những hạnh phúc riêng của mình để dành riêng cho bạn, và luôn giúp đỡ cho bạn những lúc khó khăn. Muốn được vậy, phải trải qua rất nhiều thử nghiệm thì mới biết người đó có thật sự là bạn tốt với mình hay không. Ngày xưa, có một chàng nông dân tham gia đội quân của những người nghèo khổ, nổi dậy chống lại những lãnh chúa độc ác. Vì chàng gan gốc và thông minh nên chẳng mấy lúc được tôn lên làm thủ lĩnh. Một hôm, chàng nông dân đó tấn công vào một cái thành mà ở đó có nhiều lãnh chúa đang tập trung quân để chống lại quân nổi dậy. Thủ lĩnh quân nổi dậy bố trí người chặn tất cả các nẻo đường đi vào thành, và cuộc bao vây kéo dài, và chẳng mấy chốc trong thành phố đã cạn kiệt lương thực. Dân chúng và binh lính gầy rộc đi, nhưng các lãnh chúa thì vẫn được ăn ngon, vì chúng giữ cho bản thân mình những gì chúng dự trữ được. Thủ lĩnh nghĩa quân bèn quyết định tấn công vào thành, nhưng trước đó chàng khao quân để họ có được sức khỏe. Ngày ấy, trong những thức ăn ngon do bà con nông dân ban tặng có những chiếc bánh nhỏ kẹp thịt rất thơm. Thủ lĩnh nhân hậu thầm nghĩ, dân chúng và binh lính trong thành sắp chết đói, trong khi quân đội của mình thì lại được ăn no. Chàng ra lệnh móc vào mỗi mũi tên 2 cái bánh nhân thịt, và yêu cầu mỗi người lính phải bắn 3 mũi tên vào trong thành. Những người ở trong thành thấy những mũi tên có bánh đó bay đến với họ, họ không còn tin vào chính mắt mình nữa. Họ lao ra lấy những chiếc bánh, và họ hiểu rằng đội quân đang bao vây thành chịu sự chỉ huy của một thủ lĩnh thật là nhân hậu, độ lượng, trong khi các lãnh chúa cứ để mặc cho họ chết đói, chẳng giúp gì cho họ được. Thế là họ mở cửa thành cho thủ lĩnh và nghĩa quân tràn vào. Những người này bắt giam các lãnh chúa, và đây có lẽ là lần duy nhất người ta thắng trận nhờ vào những chiếc bánh nhỏ như vậy. Người ta thường nói, trong tận cùng đau khổ mới biết thương những người trong tận cùng khổ đau. Điều ấy cũng đúng. Như anh chàng thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa nọ đã cứu đói cho những người nông dân, và đó là yếu tố rất quan trọng quyết định sự thành công của anh ta. Trong những lúc gian nguy nhất cũng là lúc người ta dễ mở tấm lòng ra với nhau hơn. Đó cũng là một quan niệm sống rất gần với đạo Phật. Chàng thủ lĩnh này không phải là người học Phật. Nếu như anh ta là người học Phật thì tâm từ sẽ được nuôi dưỡng lớn hơn, và sẽ là người làm được rất nhiều lợi ích thiết thực cho nhân dân quần chúng.